Minh Giáo hiện nay thường không còn ai biết đến nữa, nhưng lại không phải là một cái tên xa lạ chút nào. Tất cả là nhờ tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Hình ảnh Minh Giáo, mặc dù được xây dựng theo hình tướng là một bang phái giang hồ hơn là một tôn giáo, nhưng được ưu ái rất nhiều với hàng loạt các nhân sĩ anh hùng và cuộc nổi dậy nhân dân chống triều đình nhà Nguyên giành thắng lợi cuối cùng, đưa Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế. Tuy vậy, Minh Giáo không phải là sản phẩm tưởng tượng của Kim Dung, mà là một tôn giáo có thật trên thế giới, với nhiều đặc điểm thần bí thú vị và cũng gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ngoài ra, Minh Giáo của Kim Dung lại không đơn thuần chỉ là Minh Giáo, mà còn là sự kết hợp với Bái Hỏa Giáo, Bạch Liên Giáo, Di Lặc Giáo và các sự kiện, nhân vật lịch sử Trung Hoa. Do vậy, để hiểu được Minh Giáo trong thế giới của Kim Dung, ta phải đi tìm hiểu thực hư từng thứ một riêng rẽ nhưng trong mối quan hệ tương quan với nhau. Và trong video tương đối dài của ngày hôm nay, hãy cùng Spy Room làm việc đó qua bài viết của tác giả Phong Trung, qua 4 chủ đề chính như sau. Thứ nhất, Bái Hỏa Giáo. Thứ hai, Minh Giáo. Thứ ba, Bạch Liên Giáo. Và cuối cùng là Di Lặc Giáo. Xin lưu ý rằng, để đem lại trải nghiệm video tập trung nhất cho khán giả, thì sau khi suy nghĩ rất kỹ, team Spy Room đã mạn phép lược bỏ một số đoạn mà chúng mình cho là không thực sự cần thiết. Chúng bao gồm một đoạn bàn về giai đoạn Minh Giáo kết hợp với Bạch Liên Giáo chống lại Nguyên Triều, hai phần bàn rất sâu về Phật Giáo, và cuối cùng là ba khổ nói về Di Lặc Giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nếu các bạn hứng thú với những thông tin nặng tính chuyên môn này thì hãy ghé qua link của hai bài viết gốc được gắn trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu video này thôi. Phần 1. Bái Hỏa Giáo Zoroastrianism. Mảnh ghép quan trọng đầu tiên là Bái Hỏa Giáo. Minh Giáo của Kim Dung được miêu tả là một tôn giáo thờ lửa, vật chứng chưởng môn là Thánh Hỏa Lệnh. Tuy nhiên, đây không phải là đặc điểm của Minh Giáo mà là Bái Hỏa Giáo. Cả Bái Hỏa Giáo và Minh Giáo đều xuất phát từ Ba Tư, có những điểm tương đồng nhưng cơ bản là khác biệt. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà Kim Dung quyết định gộp hai tôn giáo này lại. Bái Hỏa Giáo Zoroastrianism là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới, còn tồn tại đến ngày nay. Do tiên tri Zoroaster hay Zarathustra sáng lập từ trước năm 1000 trước công nguyên tại đế quốc Ba Tư cổ đại. Tín đồ Bái Hỏa Giáo tôn vinh vị thần trí tuệ, theo tiếng Ba Tư là Ahura Mazda. Mặc dù thời kỳ cực thịnh của Bái Hỏa Giáo chỉ còn trong quá khứ, hiện tại quê nhà Iran đã có Hồi giáo thống trị, ở Trung Quốc đã bị dần xóa bỏ từ lâu. Một số nơi khác chỉ là một cộng đồng thiểu số ít ỏi nên không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, những giá trị và tác động của Bái Hỏa Giáo đối với nền văn minh nhân loại hiện đại vẫn cực kỳ lớn. Bái Hỏa Giáo hiện được coi là tôn giáo độc thần cổ xưa nhất và có các tác động mạnh mẽ lên các tôn giáo toàn cầu độc thần sau này như Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo. Các khái niệm về một thiên chúa duy nhất, thiên đường, địa ngục, thiên thần, ngày tận thế được cho đều là được sáng tạo trước tiên trong lòng Bái Hỏa Giáo. Tôn giáo này được cho là ảnh hưởng tới lịch sử Do Thái Giáo trong giai đoạn đế quốc Ba Tư thống trị toàn bộ Trung Đông suốt hơn 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều câu chuyện tương đồng với kinh thánh Cựu Ước trong niềm tin của Bái Hỏa Giáo như Thiên Chúa tạo dựng trời đất, cặp vợ chồng thủy tổ đầu tiên của loài người. Ngay tận thế, người chết sẽ sống lại, nghe phán xử từ Thiên Chúa. Ngay cả câu chuyện về tiên tri Moses nhận mặt khải từ Thiên Chúa trong hình hài ngọn lửa cũng đã có những phiên bản tương tự trong tôn giáo Ba Tư này. Đặc biệt, Bái Hỏa Giáo cũng không thờ ảnh tượng vì cho rằng Thiên Chúa là đấng thiêng liêng vô hình. Tất cả các hình thức miêu tả Thiên Chúa đều bị coi là bán bổ. Khá đồng nhất với các tôn giáo độc thần dòng Abraham sau này, trừ Công giáo, Anh giáo và Chính thống giáo có thờ tượng Chúa Giê-xu. Tín đồ Bái Hỏa Giáo tin theo bộ kinh Ba Tư cổ đại có tên là Avesta Gatha, tức là A Duy Tư Đà, theo trường phái Nhị Nguyên, chủ trương phân ra làm hai bên thiện ác và tự do ý chí. Thiện Nguyên là hóa thân của Ahura Mazda hoặc Osmus, còn bên ác Nguyên là hóa thân của Angra Mainyu, và con người được sinh ra là chiến trường của cuộc chiến tranh thiện ác này. Trong đó con người có quyền tự do chọn lựa, nhưng đến ngày tận thế sẽ chịu sự phán xử cuối cùng từ Thiên Chúa Ahura Mazda. Tôn chỉ của Bái Hỏa Giáo có phần hơi giống với nhân vật Tam Hảo của Sa Thi Mạng trong Cung Tâm Kế, nói lời hay, làm việc tốt, có lòng thiện. Thánh Hỏa chính là biểu tượng của Ahura Mazda và được lưu giữ vĩnh cửu trong các đền thờ. Bái Hỏa Giáo được truyền vào Trung Hoa vào thời Đường, tuy không có ảnh hưởng quá mạnh nhưng vẫn được phép hoạt động trong cộng đồng nhỏ,
do thu hẹp trong phạm vi chủng tộc và không có chủ trương bành trướng. Cho đến khi nhà Tống có lệnh tiêu diệt tất cả các tôn giáo ngoại bang, đặc biệt là Phật giáo, Bái Hỏa giáo cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Phần số 2, Mani giáo hay Minh giáo, Manichaeism. Mảnh ghép quan trọng thứ hai tạo nên Minh giáo của Kim Dung, trùng hợp thay cũng mang tên Minh giáo. Minh giáo là một tôn giáo cận đông do một tiên tri có tên Mani khởi xướng tại đế quốc Ba Tư thế kỷ thứ 3. Cũng do có cùng một cố hương, Mani giáo cũng tin vào thuyết nhị nguyên. Nhưng ở đây là giữa ánh sáng và bóng tối, nên nhiều người cho rằng đây chính là Bái Hỏa giáo hoặc là một nhánh thuộc Bái Hỏa giáo Ba Tư. Tuy nhiên, thần học Minh giáo lại có những điểm đặc biệt hết sức thú vị và khác biệt. Và đặc biệt, Minh giáo không thờ lửa. Phát triển vào thời kỳ Bái Hỏa giáo đang thịnh trị, Cơ Đốc giáo cũng đang dần phát triển, Minh giáo Ba Tư đã kết hợp tất cả các tôn giáo xuất hiện trước đó làm tín điều của mình, như Phật giáo, Ấn giáo cổ, Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Bái Hỏa giáo, các tôn giáo cổ Babylon và Ba Tư. Bản thân tiên tri Mani cho rằng ông đã được thiên thần El Ta'im mặc khải lời Thiên Chúa, giống như việc Đức Phật Thích Ca là tiên tri ở Ấn Độ, Zoroaster ở Ba Tư hay Jesus ở phía Tây. Tuy nhiên, chỉ có ông và kinh điển của mình được Thiên Chúa mặc khải mới là tôn giáo hoàn cầu. Nhiều người ghi nhận việc Mani đã từng tuyên bố mình chính là môn đồ hậu thế của Jesus, và chính Jesus cũng là một nhân vật quan trọng trong Minh giáo. Jesus trong Minh giáo được tin là có ba danh tính. Thứ nhất là Jesus Quang Minh, Luminous, là người được Thiên Chúa giao cho nhiệm vụ truyền đi lời mặc khải tối thượng của mình. Thứ hai là Jesus Cứu Thế, Messiah, trong vai trò đối với dân tộc Do Thái. Và Jesus Cứu Nạn, Suffering, đối với việc phải chịu đóng đinh trên cây thập tự. Tuy nhiên, Jesus trong Minh giáo là một nhân vật thần thánh hoàn toàn, nên cũng không có chuyện do trinh nữ Mary sinh ra. Một số nhân vật của Phật giáo và Ấn giáo cổ cũng xuất hiện trong Minh giáo. Mani từng tuyên bố chính là hiện thân của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc, thần Krishna hay thần Ganesha. Trong đó, ảnh hưởng của Phật giáo lên Minh giáo có thể thấy là rõ nét nhất. Minh giáo được truyền vào Trung Hoa cũng vào thời Đường và thường được xem là một nhánh của Phật giáo. Dần dần, Minh giáo trở thành quốc giáo của vùng Tân Cương, của người Hồi và Duy Ngô Nhĩ. Tại Trung Nguyên, Minh giáo chính thức được Bồ Tát Thiên công nhận vào cuối thế kỷ thứ 7 và được thành lập nhiều đền chùa tại kinh đô Trường An, có tên Đại Vân Quang Minh Tự. Kể từ đó, Minh giáo có điều kiện lan truyền khắp miền Nam Trung Hoa và có ảnh hưởng vô cùng lớn, đặc biệt với thuyết Phật Di Lặc giáng sinh tịnh thổ. Tuy nhiên, sau đó với chính sách bà giáo không làm ô tạp văn hóa Trung Nguyên, triều đình đã cấm các tôn giáo ngoại bang, tàn sát các tôn giáo này hết sức nặng nề, đặc biệt là Phật giáo. Minh giáo vì bị xem là một nhánh của Phật giáo nên cũng bị đàn áp đến mức phải lui về hoạt động bí mật, bị triều đình truy sát và gieo điều tiếng xấu coi là tà đạo. Dần dần chữ ma trong Mani bị dân gian đổi thành ma trong tà ma. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung lý giải về điều này trong cuộc nói chuyện giữa Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ. Theo đó, khác với Phật giáo và Đạo giáo ở ẩn tránh xa sự đời, giáo đồ Minh giáo luôn nêu cao chính nghĩa, giúp đỡ dân lành, nên có hiềm khích lớn với quan phủ, đặc biệt là thời Tống và Nguyên. Đến thời kỳ này, Mani giáo tại chính quốc Ba Tư cũng gặp rất nhiều khó khăn do đối đầu trực tiếp với Bái Hỏa giáo và Cơ Đốc giáo, nên suy yếu nặng nề và đứng trước bờ vực tàn lụi. Có thể chính vì lý do này mà Kim Dung đã sáng tạo ra tình tiết Tổng giáo Ba Tư có giáo chủ bị chết nên phải đến Trung Thổ đón thánh nữ. Sau thời kỳ này thì Minh giáo Trung Hoa dường như là chi phái duy nhất tồn tại. Bạch Liên giáo. Mảnh ghép thứ ba là Bạch Liên giáo. Để hiểu được trường phái này, trước hết phải có kiến thức sơ bộ về Phật giáo Tịnh Độ Tông, cũng như nhân vật trung tâm của trường phái này là Đức Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là vị Phật được tôn thờ phổ biến nhất trong Phật giáo Đại Thừa. A-di-đà là phiên âm từ tên của Ngài trong tiếng Phạn là Amitabha, dịch nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang và vô lượng đức. Đức A-di-đà hiện tại là giáo chủ của Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc. Nói thêm về Tịnh Độ, trong các trường phái Phật giáo Bắc Tông, mỗi vị Phật là giáo chủ của một thế giới, giáo hóa chúng sinh tại thế giới của mình, gọi là Tịnh Độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức Tất Đạt Đa Cồ Đàm, là giáo chủ của cõi Ta Bà, hay còn gọi là Samsara. Còn vị Phật Tương Lai Di Lặc là chủ cõi Đâu Xuất hay Tusita,
Vì có vô số Phật nên cũng sẽ có vô số Tịnh Độ. Phật giáo Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là một trong những pháp môn Phật giáo được phần lớn Phật tử các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam tu tập. Tịnh Độ Tông là một hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, chú trọng vào tha lực, hay nói cách khác là Phật lực để thoát ly khổ đau, không giống với Phật giáo Nguyên Thủy, chú trọng vào tự lực. Lý thuyết về Tịnh Độ được phát triển tại Ấn Độ như là một đường lối tu tập Phật giáo, nhưng không phát triển thành một tông phái. Chỉ đến khi truyền tới Trung Quốc thì Tịnh Độ mới trở thành một tông phái chính thức. Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc do thần Tăng Huệ Viễn sáng lập, có tên là Bạch Liên Xã, tại Đông Lâm Tự trên đỉnh Lư Sơn, nay thuộc Giang Tây. Tổ chức Bạch Liên Xã không phân biệt xuất gia hay tại gia. Cách tu đơn giản là thành kính lễ bái và niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Pháp tu của thầy Huệ Viễn chính là đường lối cơ bản của Tịnh Độ Tông. Bạch Liên Giáo. Bạch Liên Giáo chính là một nhánh bắt nguồn từ trường phái Tịnh Độ Tông. Sau khi Huệ Viễn sáng lập nên Bạch Liên Xã và gây được tiếng vang tại khắp miền Nam Trung Quốc, đến giữa thế kỷ thứ 12, một tăng sư có tên là Từ Chiếu hay Mao Tử Nguyên sáng lập ra một trường phái Phật giáo mới lấy tên là Bạch Liên Tông. Những tín đồ trường phái mới này thờ kính Phật A-di-đà và tuân theo ngũ giới của Phật giáo. Mao Tử Nguyên cũng áp dụng phương pháp của Thiên Thai Tông, minh họa những lời dạy của Đức Phật bằng bùa chú nên rất dễ lấy được niềm tin từ phía tín đồ. Bạch Liên Tông từ khi mới thành lập đã bị triều đình cấm đoán. Tuy nhiên, với giáo lý đơn giản và dễ hiểu, dễ thực hiện, Bạch Liên Tông vẫn tiếp tục thu hút được rất nhiều tín đồ cho đến khi quân Mông Cổ thành lập nhà Nguyên và chính thức thừa nhận Bạch Liên Tông là một giáo phái hợp pháp của Phật giáo, cũng như cung cấp tiền đề để xây dựng chùa chiền. Được thờ cúng nhiều nhất trong Bạch Liên Tông là Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát. Ba vị này hợp lại được gọi là A-di-đà Tam Thánh, Tây Phương Tam Thánh hay A-di-đà Tam Tuệ. Phân biệt với phương Đông có Phật Dược Sư, Nhật Quang Bồ-Tát và Nguyệt Quang Bồ-Tát. Theo thời gian, giáo lý của Mao Tử Nguyên đã thay đổi dần dần và hình thành nên một tôn giáo mới có tên là Bạch Liên Giáo. Tín đồ Bạch Liên Giáo tin rằng Phật A-di-đà sẽ tái sinh xuống trần thế cứu rỗi chúng sinh. Các tín đồ thường tụ tập lại về đêm, hình thành các tổ chức có vũ trang để chống lại triều đình, chuẩn bị cho sự xuất thế của Đức Phật Di Lặc và Đức Phật Bồ-Tát Di Lặc trong tương lai. Chính vì vậy, năm 1308, nhà Nguyên ban hành lệnh cấm đối với Bạch Liên Giáo và coi đây là tà giáo. Lãnh tụ của Bạch Liên Giáo khi đó gồm có Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Từ Thọ Huy và Châu Phổ Thắng. Tín đồ Bạch Liên Giáo tìm cách lật đổ triều Nguyên để vinh danh Minh Vương là Bồ Tát Di Lặc tái thế. Cuộc nổi dậy của các Bạch Liên Xã thực sự là một trong những nguyên nhân chính nhà Nguyên sụp đổ. Tuy nhiên, cho đến khi nhà Minh được thành lập, Bạch Liên Giáo vẫn tiếp tục bị cấm đoán. Trong thời gian đầu nhà Minh, các Bạch Liên Xã nổi loạn đã hoàn toàn bị dập tắt. Để tránh khỏi sự truy quét gắt gao của triều đình, các nhánh Bạch Liên Xã đã phải đổi tên. Trong số đó có Di Lặc Giáo. Ở phần cuối cùng của video, chúng ta sẽ nói rõ hơn về nhánh này. Vì những nhánh phái tách ra không có thể chế trung tâm như xưa, nên giáo lý, giáo điều của họ ngày một khác nhau. Các vị thánh, Phật, trung tâm cũng ngày một khác. Duy chỉ có Phật Di Lặc vẫn giữ được vai trò rất lớn trong các nhánh Bạch Liên Giáo sau này. Đến đầu thế kỷ thứ 16, một vị thánh mới được tôn thờ là Vô Sinh Lão Mẫu. Đây được xem là một vị Phật chưa bao giờ trải qua luân hồi nhưng đã từng tồn tại trên thế giới. Vô Sinh Lão Mẫu sẽ xuống trần thế nhưng không cần phải trải qua luân hồi, được sinh ra từ một đứa trẻ bình thường. Bà sẽ bảo vệ tín đồ Bạch Liên Giáo khỏi những điều xấu xa và đưa về vùng đất của bà là Chân Không Gia Hương. Những nhánh Bạch Liên Giáo khác nhau có những lý giải khác nhau về Vô Sinh Lão Mẫu. Từ đây, thái độ của các nhánh Bạch Liên đối với triều đình cũng không còn hung hăng như trước nữa. Tuy vậy, vẫn có những cuộc nổi dậy chống triều đình nhà Minh diễn ra sau đó. Bạch Liên Xã có vai trò quan trọng nhất trong thời kỳ của nhà Minh, đó là Đại Thừa Giáo do Vương Sâm, Vương Hảo Hiền lập ra ở Loan Châu. Vào thời Thanh, tình hình còn trầm trọng hơn. Năm 1774, Vương Luân lãnh đạo Thanh Thủy Giáo đã nổi dậy ở Sơn Đông. Từ năm 1796 tới năm 1804, các Bạch Liên Xã tà đạo đã nổi dậy ở vùng biên tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc chống lại triều đình. Đây là cuộc nổi dậy quy mô lớn đầu tiên chống lại nhà Thanh, mở đầu cho hàng loạt các cuộc nổi dậy sau này, dù do trong nhiều trường hợp không phải là vấn đề tôn giáo. Năm 1813, Thiên Lý Giáo dưới sự lãnh đạo của Lý Văn Thành chiếm được một số vùng ở Bắc Trung Quốc. Di Lặc Giáo.
Và mảnh ghép cuối cùng cấu thành Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó là Di Lặc giáo, một nhánh của Bạch Liên giáo mà chúng ta vừa đề cập ở phần trên. Ngài Di Lặc là ai? Di Lặc là một nhân vật trong truyền thống Phật giáo. Ngài không phải là một nhân vật lịch sử như Đức Phật Thích Ca, mà chỉ xuất hiện thông qua lời kể của Thích Ca khi nói về tương lai. Theo đó, hiện tại, Ngài Di Lặc đang sống tại khung trời Tịnh Độ Đâu Xuất, nhưng được Thích Ca tiên tri sẽ đầu thai xuống cõi Ta Bà, tức trái đất, với tư cách là một vị Bồ Tát, để giảng về con đường thoát khổ cho chúng sinh. Vì khi đó, theo lời Thích Ca, Phật Pháp của Ngài đã không còn được thực hành nữa, và Đức Phật Di Lặc chính là vị Phật kế nhiệm Ngài, vị Phật của tương lai. Phật Di Lặc là một nhân vật vô cùng quan trọng đối với Phật giáo nói chung, được công nhận bởi cả hai nhánh Bắc Tông và Nam Tông, đặc biệt là các nhánh Bắc Tông Đại Thừa. Trong các ngôi chùa Việt Nam, vị trí cao nhất trong chánh điện thường đặt Tam Thế Chư Phật, gồm 3 pho tượng giống nhau đại diện cho 3 vị Phật quan trọng nhất trong quá khứ, hiện tại và tương lai, lần lượt là Phật A-di-đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Lời tiên tri cũng nói rõ thêm một số chi tiết về Ngài để hậu nhân được rõ. Ví dụ như, Bồ Tát Di Lặc sẽ được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc Bà La Môn. Ngài sẽ đạt được giác ngộ Bồ Đề chỉ sau 7 ngày, khoảng thời gian ngắn nhất có thể đạt đại ngộ. Các đại dương sẽ giảm kích thước để Ngài có thể đi lại tự do tùy ý. Phật khi đó sẽ mở Pháp hội Long Hoa, nên còn được gọi là Long Hoa Pháp Chủ, Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật để truyền đạo. Đó là những điều ai cũng biết. Tuy chỉ có thời điểm khi nào Ngài xuất hiện thì không ai chắc chắn được. Một số nhánh phái Phật giáo Việt Nam cho rằng tương lai đó là 30.000 năm sau khi Thích Ca nhập diệt. Ở một số nhánh Phật giáo Đông Á, con số đó là 8 tỷ 500 năm. Mỗi một tông phái lại đưa ra những cách tính, con số khác nhau, nhưng tựu chung là còn rất xa nữa, vì tính tới thời điểm hiện tại, Đức Phật Thích Ca mới chỉ nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm. Di Lặc giáo trong lịch sử. Phật Di Lặc với xuất phát điểm ban đầu là một nhân vật trong truyền thống Phật giáo, dần dần trong dân gian Trung Quốc trở thành một vị thần cứu thế trong tương lai mà các tín đồ ngóng đợi. Người dân chờ đợi một ngày Phật Di Lặc tái sinh trần thế với những tuyên bố mới về một tôn giáo mới. Hình tượng Phật Di Lặc vì thế trở thành một nhân vật quan trọng trong rất nhiều các phong trào tôn giáo dân gian Trung Hoa, vượt ra khỏi niềm tin Phật giáo. Di Lặc giáo được nhắc tới trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký chính là một trong những phong trào tôn giáo cứu thế dân gian Trung Hoa, trong thời kỳ đầu lấy niềm tin Đức Phật Di Lặc tái thế làm ý niệm trung tâm. Niềm tin vào Đức Di Lặc sẽ sớm tái sinh độ thế trở nên vô cùng phổ biến trong tầng lớp quần chúng nhân dân khổ cực, không biết đặt hy vọng vào đâu để tiếp tục sống. Đây cũng là lý do vì sao mà trong lịch sử Trung Hoa có rất nhiều nhân vật đã tự xưng là hiện thân của Phật Di Lặc. Năm 613, Tống Tử Hiền và Hướng Hải Minh đã tự xưng là xuất thế Phật để tập hợp quần chúng nhân dân nổi dậy. Đời Đường, Chu, Võ Tắc Thiên cũng đã ngụy tạo kinh văn, lấy danh nghĩa là hiện thân của Phật Di Lặc để ngồi lên ngôi báu danh chính ngôn thuận. Từ thời Tống trở đi, Di Lặc giáo kết hợp Minh giáo phất lên và trở thành phong trào nhân dân có ảnh hưởng vô cùng lớn. Đến thời Nguyên, phong trào này sử dụng chung một niềm tin vào Phật Di Lặc giáng sinh tịnh thổ để khuyến khích tín đồ, quần chúng đấu tranh chống lại quân triều đình ngoại tộc. Khi đó, các Bạch Liên xã với xuất phát điểm từ Đại sư Huệ Viễn cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn, bị tách thành hai nhánh. Một nhánh quay trở lại với các giáo lý Phật giáo chính thống, nhánh còn lại kết hợp với Minh giáo và Di Lặc giáo trở thành Bạch Liên giáo, với chủ trương chống đối Nguyên triều. Đến thời điểm Hàn Sơn Đồng khởi sự, trùng với giai đoạn của Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Di Lặc giáo đã cơ bản trở thành một chi phái của Bạch Liên giáo. Bố Đại Hòa Thượng. Như đã trình bày ở trên, không chỉ ở Trung Quốc, tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Tây Tạng, trong lịch sử cũng đã có rất nhiều người tự xưng là hiện thân của Phật Di Lặc. Tuy vậy, phần lớn các nhân vật đó đều không chiếm được niềm tin của quảng đại quần chúng, giáo đồ, trở thành những kẻ giả mạo. Duy chỉ có một ngoại lệ, đó là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại sống vào đời Ngũ Đại, thế kỷ 10 tại vùng Phụng Hóa, Minh Châu. Cái tên Bố Đại xuất phát từ chiếc túi vải to mà Ngài luôn vác theo mình khi đi lang thang. Ngài được người đời đặt tả là một vị thiền sư lập dị, béo lùn và bụng bự, nhưng vui tươi, lúc nào cũng đang cười, thích chơi đùa với trẻ con, ngủ bất cứ đâu và có phép tiên tri. Người đời cũng tin rằng bụng Ngài lớn để chứa những thứ xấu của chúng sinh. Ngài được mọi người rất yêu quý vì mang lại niềm vui và sự an lạc. Thêm vào đó là sự kính phục trước năng lượng của Ngài. Người dân cũng thường cúng dường lễ vật.
và vì ngài không có nơi ở cố định nên cho tất cả đồ vào cái bao của mình sách mang theo. Đến khi ngài chuẩn bị viên tịch, ngài đã để lại một bài thơ nói về xuất thân của mình, chính là Phật Di Lặc. Sau đó, người ta vẫn nghe nói ngài xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau để giáo hóa Phật pháp. Người đời lại càng tin rằng ngài có pháp thật sự và ngài chính là hóa thân của vị Phật tương lai. Hiện nay, phần lớn hình tượng Phật Di Lặc tại các ngôi chùa Bắc Tông đều chủ yếu mô phỏng theo Bố Đại Hòa Thượng. Ngoài ra, do là Đức Phật của tương lai tươi vui và may mắn, dần dần trong dân gian cũng gắn hình ảnh của Bố Đại, Di Lặc to béo vui cười với tiền tài và phúc vận. Người ta thờ ngài trong gia đình, quán hàng như một vị thần phong thủy đem lại tài lộc. Và vừa rồi là chuyến du hành ngược dòng thời gian để hiểu rõ Minh Giáo. Các bạn thấy hành trình vừa rồi như thế nào? Có thú vị tới mức mà Spy Room nên làm thêm nhiều video liên quan đến lịch sử của các loại tôn giáo khác nhau hay không? Nếu có thì tôn giáo chúng mình nên bắt đầu là gì? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé! Còn bây giờ thì cảm ơn vì bạn đã nán lại hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.